Thưa quý vị và các bạn, nhìn tổng thể, tổng thu ngân sách toàn tỉnh quý 1 năm 2015 tăng 5% so với cùng kỳ, nhưng so với dự toán năm chỉ đạt 15%. Đâu là nguyên nhân của những khó khăn đó, cũng như những biện pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác thu ngân sách nói chung và thu thuế nói riêng? Nội dung trên đây được bà Phan Thị Vịnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lâm Đồng cho biết qua trả lời phỏng vấn sau đây với nhóm phóng viên chuyên mục. Vâng, thưa bà, được biết là năm 2015 thì Ủy ban nhân tỉnh giao thu ngân sách là 7.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch thì trong quý 1 thì phấn đấu thu là đạt từ 3.000 đồng trở lên. Tuy nhiên đến hết quý 1 thì tỉnh mới thu ngân sách thì tăng so với cùng kỳ là 5%, nhưng mà so với dự toán thì mới đạt 15%. Bà có thể cho biết là nguyên nhân do đâu nó ảnh hưởng đến cái nguồn thu ngân sách không đạt như dự toán, kế hoạch được giao cũng như là cái tiến độ thu thì còn thấp so với cùng kỳ mà. Năm 2015 thì Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách là tổng thu là 7.000 tỷ, trong đó thuế phí là 3.800 tỷ. Và đến ngày 31 tháng 3 năm 2015 thì kết quả thu ngân sách là tổng là được 1.033 tỷ, đạt 59% dự toán quý 1, 15% dự toán năm và bằng 105 so với cùng kỳ. Trong đó thì thuế phí là thu được 709 tỷ, đạt 75% dự toán quý 1, bằng 22% dự toán năm của Trung ương và 19% dự toán năm của địa phương. Thì kết quả thu của quý 1 đạt được như trên thì cũng có nhiều cái nguyên nhân khách quan chủ quan. Thứ nhất là về cái chính sách thuế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 là các cái mặt hàng kinh doanh mà sản xuất mặt hàng phân bón, thức ăn gia súc gia cầm, máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ cái đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng sang chuyển sang cái đối tượng là không chịu thuế giá trị gia tăng. Thứ hai nữa thì đối với thuế giá trị gia tăng của mặt hàng cà phê là quý 1 của năm 2014 là thu của cái lập bộ của quý 4 năm 2013 chuyển sang là 73 tỷ. Tuy nhiên cái loại này thì quý 1 của năm 2015 là không phát sinh. Các cái địa phương mà có cái giảm thu đối với lĩnh vực này là như Lâm Hà chỉ bằng có 33% của so với cùng kỳ. Di Linh là 52%, Bảo Lâm là 66%, Lạc Dương 68%. Các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hầu hết là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về sản xuất kinh doanh rồi cạnh tranh rồi hàng hóa thì vẫn còn cái tồn kho. Nguyên nhân thứ ba nữa là trong cái công tác quản lý thuế thì cũng còn một số đơn vị trong ngành là chưa có triển khai quyết liệt đồng bộ các cái giải pháp trong cái công tác quản lý thuế, mà nhất là trong cái lĩnh vực mà thanh tra kiểm tra thuế rồi rà soát hồ sơ khai thuế là chưa đạt với cái mục tiêu yêu cầu cũng như cái kế hoạch đề ra. Trong cái công tác quản lý thì cái nợ đọng thuế là vẫn còn cao mặc dù là có các cái giải pháp. Tuy nhiên thì cái sự phối hợp cũng là chưa đồng bộ giữa các ngành và cái sự quyết liệt của ngành thuế cũng vẫn còn có hạn. Cái nguyên nhân nữa là một bộ phận người nộp thuế thì cái tính tự giác về khai thuế, về nộp thuế vẫn là chưa cao. Trong khi đó thì công tác hậu kiểm của cơ quan thuế cũng chưa đạt cái yêu cầu, chưa đạt cái hiệu quả trong thực tiễn. Đó là những cái nguyên nhân mà cũng ảnh hưởng đến một phần cái kết quả thu ngân sách của quý 1 năm 2015. Qua cái kết quả cũng như nguyên nhân thu ngân sách như vậy, tuy nhiên thì để mà thực hiện hoàn thành cái thu ngân sách cả năm thì chúng ta phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong quý 2 cũng như thời gian còn lại. Và có thể cho biết là những cái giải pháp mà ngành thuế sẽ triển khai thực hiện trong quý 2 để có thể thực hiện đạt từ 60% đến hết tháng 6 năm 2020. Trước mắt trong quý 2 thì mục tiêu đề ra là phải đạt 50% dự toán cả năm đã được Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.
Muốn đạt được cái mục tiêu này thì với cái chức năng quản lý thu thuế trên địa bàn thì ngành thuế đã xác định một số giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các cái chỉ đạo của ngành cấp trên và các cái chỉ đạo của tỉnh ủy, của ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như là chương trình hành động của Bộ Tài chính, rồi nghị quyết 01 của Chính phủ và nghị quyết số 25 của tỉnh ủy Lâm Đồng. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, là tăng cường đẩy mạnh cái khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Về cải cách hành chính, giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thứ ba nữa là phải nâng cao cái chất lượng phân tích, đánh giá, dự báo, thu hàng tháng, thu hàng quý, rồi làm rõ cái nguyên nhân tác động tăng giảm của từng nguồn thu, sắc thuế và nhất là cái rà soát hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân của năm 2014 phải tập trung trong cái quý 2 này. Thứ tư nữa là rà soát các cái quy chế phối hợp đã được ký kết. Mặc dù những cái quy chế này là các năm trước đã thực hiện rồi nhưng mà cái hiệu quả cũng chưa cao lắm, thì trong năm 2015 này phải tập trung và phải đẩy mạnh trong cái quy chế phối hợp này. Cái thứ năm nữa là tăng cường các cái biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế tối đa cái nợ phát sinh, và đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp mà được cấp quyền khai thác khoáng sản, nếu những cái trường hợp này không thực hiện nộp thuế đầy đủ vào ngân sách thì cơ quan thuế phải kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và sẽ thu 100% cái nợ có khả năng thu. Tiếp tục thực hiện các cái đề án tài nguyên khoáng sản, đề án về du lịch, lưu trú và dịch vụ và ăn uống, đề án về kinh doanh vận tải công cộng, thì ngành thuế sẽ chủ động và triển khai thực hiện các cái đề án này một cách có hiệu quả hơn. Và hiện nay là đang dự thảo cái đề án tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đang trình tỉnh sẽ triển khai thực hiện bắt đầu từ đầu quý 2 năm 2015. Với những cái giải pháp trọng tâm như trên và với cái quyết tâm cao thì ngành thuế phấn đấu sẽ đạt được cái mục tiêu là đến 30 tháng 6 năm 2015 thì thu đạt 50% dự toán do Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2015. Xin chân thành cảm ơn bà đã tham gia phỏng vấn với chúng tôi.